nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 29 năm ngày thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6 năm 2024. Ngày mùng 9 tháng 6 tại nhà thi đấu thành phố, Hội Người Cao Tuổi thành phố Sông Công đã tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2024. Tham gia giải có 10 đội nam và 9 đội nữ đến từ 10 xã phường trên địa bàn thành phố. Với tổng số hơn 190 vận động viên, các đội chia làm 3 bảng đấu ở giải nam và giải nữ, thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Với tinh thần thi đấu đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đường chuyền hấp dẫn, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Điều ấn tượng tại giải thi đấu bóng chuyền hơi người cao tuổi năm nay là nhiều vận động viên mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia giải một cách nhiệt tình, cống hiến cho khán giả nhiều đường bóng hay, những pha cứu bóng đầy tinh tế và khéo léo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát triển phong trào luyện tập môn bóng chuyền hơi, tạo sân chơi cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thông qua giải, phát hiện tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển bóng chuyền hơi thành phố Sông Công tham gia giải cấp tỉnh trong năm 2024. Kết thúc giải ở nội dung bóng chuyền hơi nam, giải nhất đã thuộc về đội bóng chuyền hơi phường Lương Sơn, giải nhì thuộc về đội bóng chuyền hơi phường Bách Quang, giải ba thuộc về đội Mỏ Chè Bình Sơn. Ở nội dung nữ, giải nhất thuộc về đội bóng chuyền hơi phường Thắng Lợi, đội Lương Sơn đạt giải nhì, đội phường Châu Sơn và phường Phố Cò giành giải ba.